Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay là chiều thứ năm, Arizona, Bắc Mỹ, Mountain Time. Chúc anh chị em các bạn ở quê nhà một ngày mới an khang thịnh vượng. Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ chiều kết thúc hôm qua, đối với Lợi Minh thì đó là một cái thành quả rất là đáng mừng. Trăm qua Việt Nam ký được một cái hợp đồng 21 tỷ. Hãng Boeing, anh chị các bạn biết hãng Boeing nó chế tạo máy bay á, thị trường chứng khoán của nó lên nhảy ầm ầm ầm. Chứng khoán của nó lên rất là mạnh. Mấy thằng tư bản vô vô mánh. Các bạn thấy nói chung là trong chính trị nó luôn luôn đi kèm theo kinh tế. Còn anh Mỹ ảnh một các bạn anh chị các bạn nhìn thấy một cái đất nước Việt Nam mới phát triển mới có 20 năm, với cái tiềm năng mới có hơn 20 năm thôi mà đã đặt một cái đơn đặt hàng 21 tỷ với Mỹ. Cái đó là không phải là nhỏ đâu, với một cái đất quốc gia mới phát triển như vậy đó cũng là một cái gì đáng mừng, mà chứng tỏ là hàng không Việt Nam mình càng lúc càng phát triển rất là tốt ấy. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Còn vấn đề chính trị thì quyền lợi của Mỹ ở bán đảo Triều Tiên thôi anh chị các bạn. Một số người cho rằng là thành công chứ không kết thúc hay là không thành công của Mỹ. Đối với tôi thấy ông Trump này ổng làm việc ổng hay lắm á. Tôi thích ổng là ổng về kinh tế nhiều hơn. Ông này ổng không có cái kiểu chính trị nửa mùa. Chính trị theo kiểu giống giống như là ương ương dở dở, kiểu quyền lợi nhóm lợi ích nhiều hơn. Ông không có đặt quyền lợi nhóm lợi ích nhiều hơn. Ông này ông đặt lợi ích quốc gia nhiều hơn. Còn mấy cái tổng thống nhiệm kỳ trước tụi nó đấu đá với nhau, nó chia quyền lực với nhau về lợi ích nhóm nhiều, cho nên ông Trump này ông gặp sự kháng cự về đảng phái rất là mạnh. Những cái nhóm lợi ích của tụi tư bản Mỹ đó nó mất quyền lợi, anh chị em các bạn biết nó mất quyền lợi. Ông không có làm theo ý tụi nó cho nên tụi nó tẩy chay ổng. Mỹ mà chính trị của Mỹ là quyền lực nó chi phối bởi những cái nhóm lợi ích trong nước, mà không những trong nước mà còn ở ngoài nước nữa, của cộng đồng quốc tế nữa, anh chị em các bạn nên nhớ như vậy. Cái vấn đề chính trị của Mỹ nó khủng khiếp lắm. Nó không phải giống như một số anh chị em các bạn nghĩ, nó đơn giản giống như một cái quốc gia nào nhỏ bé nào hay là một cái quốc gia khác ở đâu. Đường lối chính trị của nó rất là mưu mô và xảo quyệt. Bây giờ chơi với Mỹ tôi nói hoài là phải biết khôn, phải biết khôn khéo chứ không thôi mà cuồng nó là có ngày chết à. Cũng giống như các bạn nhìn thấy mấy thằng chống cộng cực đoan bên Mỹ, có 10 thằng hết ra 10 thằng nào có ra cái ôn gì đâu, không ra ôn gì chân. Đối với tôi thì tôi thấy cái cuộc họp vừa rồi là ông Trump ông làm khá tốt. Các bạn nhìn thấy những cái bắt tay và những cái nói chuyện với lại Kim Jong Un, hai người nói chuyện rất là thân thiện. Trong chính sách ngoại giao của Mỹ anh chị các bạn nhớ một điều là Mỹ nó làm việc gì nó từ từ, nó không có vội vã giống như mình nghĩ đâu. Người ta làm việc nó từ từ, không phải là thượng đỉnh họp thượng đỉnh là ký kết này ký kết nọ, chưa chắc vậy. Người ta phải ngồi lại một cái hai cái quốc gia nó cựu thù với nhau mà bây giờ nó ngồi lại như vậy thì chứ các bạn biết nó phải đòi hỏi thời gian, phải tạo cái niềm tin với nhau. Mà tôi thấy ông Trump ổng tạo cái niềm tin cho chủ tịch Kim Jong Un rất là hay ấy. Hai bên chia sẻ những cái sự hiểu biết, tôi đã nhìn thấy cái cách mà người ta ngoại giao á. Đối với tôi nhìn thấy sự thành công rất là lớn. Còn cái chuyện mà ký kết chung á, là nó phải từ từ, nó phải từ từ. Cái gì vậy, không lẽ gì mới có lần thứ hai mà đã đi vào ký kết chung này nọ là các bạn thấy cái đó là tào lao, không bao giờ. Cái đó là chuyện giống như đùa vậy, đâu có giỡn như vậy. Ai cũng có cái sĩ diện,
Mỹ nó cũng có cái sĩ diện của nó đó. Bắc Hàn người ta cũng có cái sĩ diện của người ta. Thì tôi thấy rằng ông Trump và Triều Tiên cái cuộc họp vừa rồi người ta cởi mở rất là nhiều, người ta đặt cái trọng tâm vấn đề phát triển kinh tế nhiều hơn. Và tôi thấy điều này Kim Jong Un, chủ tịch nước Kim Jong Un cũng cũng mong mỏi những cái điều này, muốn phát triển kinh tế đất nước. Bởi vì Triều Tiên hiện nay đã có cái đà phát kinh tế rất là tốt, về có những cái kỹ thuật khoa học cao mà được thông thoáng mở cửa. Mà anh chị các bạn biết là Triều Tiên hơi bị ngon á, chỉ có hơn 25 triệu dân thôi. Tôi nói anh chị các bạn, một cái đất nước mà người ta tự lực tự cường như vậy, chỉ cần mở cửa thôi là giọt giọt bay qua khỏi qua đầu là thằng Nam Hàn liền. Nam Hàn chỉ phải sống, phải có nhiều người binh vực Nam Hàn. Đối với tôi, Nam Hàn phải bán, phải đi làm lính đánh thuê, phải làm tay sai cho Mỹ, puppet, tôi gọi là puppet, phải đi đánh thuê, rồi phải bán phụ nữ cho lính Mỹ để phục vụ, để đổi lấy những cái quyền lợi như hôm nay. Ngay cả tổng thống ông tổng thống đương thời của Nam Hàn, ông còn công nhận điều đó mà anh chị. Mà các bạn thấy một đất nước Triều Tiên, nhiều khi tôi nói về Triều Tiên một số người không thích trong vấn đề mà trong cái mâu thuẫn trong quá khứ, mà Triều Tiên với Nam Hàn có những cái mâu thuẫn về vấn đề mà cái ranh giới mà cái khu công nghiệp đó, cái đó là chuyện bình thường thôi, ai cũng có cái sĩ diện. Thằng Nam Hàn nó dựa hơi thằng Mỹ, nó muốn quất thằng Bắc Hàn thì dĩ nhiên người ta cũng phải kình chứ, ai cũng có sĩ diện, cái lòng tự tôn dân tộc. Có nhiều người cho rằng là vấn đề cái khu công nghiệp đó bên Bắc Hàn không thích thì đóng cửa, nó không phải như vậy chị các bạn. Nhiều khi mình chỉ nhìn truyền thông báo chí bên ngoài thôi. Anh chị em các bạn biết tôi theo dõi Triều Tiên trong cái thời gian rất là nhiều năm, có một số anh em ở bên Triều Tiên người ta đưa thông tin lên ít ai chịu đọc lắm, người ta đang sống ở bên đó người ta quay trực tiếp luôn trên Facebook đó. Có một số thanh niên anh em rồi đi qua bên đó công tác rồi người ta làm việc bên đó, đó. Rồi đi qua đó trao đổi học hỏi rồi người ta đưa rất là hay về Triều Tiên, tôi theo dõi phải nói cực kỳ hay. Mà những cái tin tức đó phần nhiều á là bị ém nhẹm hết, bị ém nhẹm hết. Các bạn thấy ngay cả người Nam Hàn mà đi qua bên Bắc Hàn khi trở về thấy cái sự đời sống bên Bắc Hàn nó khác, nó không phải như cái người ta tuyên truyền á. Cái ông gì tôi quên tên là tôi có cái link á, về là anh Bắc Hàn anh nhốt người ta. Các bạn thấy không, nói tốt về về Nam Bắc Hàn là bị nhốt, trong khi đó hàng hàng Nam Hàn các bạn thấy nó đặt mấy cái loa, cái thùng loa mà cái nó tuyên truyền á, nó mị dân á, nó đặt mấy cái thùng loa dã man lớn lắm, nó vọng qua bên cái biên giới của Bắc Hàn chứ đằng nó tuyên truyền cả mấy ngàn megawatt, mấy ngàn watt gì đó, mấy trăm ngàn watt gì đó. Mà nó vọng qua bên đó mấy thằng tư bản. Tôi nói anh chị các bạn chơi với mấy thằng tư bản, tụi nó là business, tụi nó là money talk. Tôi không bao giờ chơi với mấy thằng tư bản, là đối với tôi á tiền money chỉ có vậy thôi, tôi đéo tin tụi nó. Chơi tư bản là phải mình phải khôn khéo. Hi, just for drop off, thank you. Chị em các bạn biết bởi mấy mấy thằng chống cộng cực đoan ô hợp, anh chị em thấy tụi nó bỏ đít mình nghĩ dữ lắm. Mà mấy thằng đó nhìn đời sống thì nó có thằng nào ra cái ôn gì đâu, toàn là lên mạng nổ mà trên răng dưới bù lon con tán, chẳng có cái đất chó gì. Tôi nói kinh tế Mỹ mà nó có chuyện diễn cái là mấy thằng đó văng vô dắt trơn à, húp cháo. Tại vì thùng rỗng siêu to, sống ở xứ người làm sao mà mình phải gọi là financial security, mình phải đứng trên cái đôi chân của mình kìa. Chứ còn kiểu mà bỏ đít Mỹ Mỹ là no good, tôi ghét mấy cái thứ mà qua được Mỹ rồi là ngồi ở Việt Nam mà chẳng biết cái đéo gì bên Mỹ mà ngồi đó
cứ là nổ. Thằng Lợi Minh này sống ở Mỹ mấy chục năm rồi, chẳng có cồn Mỹ gì hết. Cái tự hào mình là chỗ đó. Tao làm mồ hôi nước mắt tao đổ ra, tiền tao đóng thế cho mày, có lợi cho nhau thôi, chẳng có cái đéo gì mà phải ngồi đó. Nước Mỹ của tao, chồng sức Lợi Minh, nước Mỹ của tao. Trời ơi, tôi thấy nó nhục. Tôi thấy nhiều người nó bợ đất Mỹ, tôi thấy nó ngồi, tôi ngồi tôi nhục. Tôi thấy nó xấu hổ mà họ bị đứt dây thần kinh nhục cái gì. Tôi thấy có nhiều người ngồi ca ngợi Mỹ, qua được tới Mỹ đi quay, ô con tôi đi học trường này nè, con tôi đi học bác sĩ, đi học trường tốt nè. Màng ơi, cái gì nó cũng phải có cái giá của nó ở đất Mỹ nè. Má đi thoát, thằng nào có tiền biết làm ăn giỏi. Tôi là cái thằng gọi là money maker. Chỉ ngồi khó rồi cũng kiếm được tiền, chẳng có gì phải cờ bờ nghĩ cả. Tao làm tao đóng thế cho mày, tôi mà đóng thế nuôi cả một cái lũ ba queo hộp. Tôi mà đưa cái giấy thế mà coi thấy không giật mình. Mấy cái đám chống cộng tôi ghét, toàn là nổ mấy thằng ba que rồi. Các bạn nhìn như thằng Tân Thái rồi, thằng Benny Trương rồi, có thằng nào ra hồn dí gì đâu. Thằng thì ăn tiền handicap, thằng thì ngồi nói cái nghề mà nó đang sống cũng bấp bênh giúp mẹ. Vì khi mình nói đụng chạm nghề nghiệp á, nghề dũa của tụi nó không có bền anh chị các bạn. Cái nghề đó tôi nói chị nó bạc bẽo lắm. Hồi cái lúc mà kinh tế Mỹ nó thịnh vượng, tôi nói thì nó đụng chạm dân làm này phách lắm, phách chả mang. Gặp tôi nó là lúc nào cũng nói tao làm lương hơn kỹ sư mà. Dân người ta kỹ sư, người ta học hành, người ta làm hành chánh, đời sống người ta căn bản, người ta đâu có đó. Mà các bạn thấy kinh tế nó rất đùng một cái, dân nào dân vô chắc dân tơi bời ba lá. Bây giờ nó xuống rồi chứ, với hồi lúc mà còn thịnh vượng dân nào khóc thấy ớn. Nói như khi đụng chạm anh chứ không, nghề nào cũng là nghề thôi. Mà tại vì con sâu nó làm đầu nồi canh, cũng có những người ta rất là đàng hoàng, người ta đâu có đó, người ta hiểu biết. Ngay cả tôi có một người bạn gái hồi mấy năm trước, rồi lúc trước á, làm nail mà cô ta còn phiền tôi mà. Anh đừng chơi với cái dân đó. Tôi nói thiệt á, cổ sau này cổ bán cái tiệm nail, cổ đi về Cali cổ ở. Cổ thấy cái ngành đó nó chán. Mấy ông mà dân nail, tôi nói thật anh chị em các bạn, gia đình đồ cũng tơi bời ba lá, lọn xà cào cào. Các bạn thấy mấy thằng chống cộng ở trên mạng không? Đa số là thành phần dân đó nhiều, tôi nói thật đấy. Còn khi tôi nói cái đụng chạm cái nữa là dân con lai rất là nhiều. Tụi nó mấy cái dân mà con lai mà nó chống cộng đó nha, tôi nói cũng có một số những người con lai người ta rất là yêu tổ quốc anh chị các bạn, tôi thấy trên mạng. Nhưng mà đa số tụi nó quậy dã man luôn anh chị em các bạn. Biết nó qua Phi Được Tân, nó quậy nát Phi Được Tân luôn. Cái chạy Palawan á, nói mà tới cái chạy Palawan thằng Phi còn phải dọn tóc gái mấy đứa con lai á. Phải có anh đen nị đây, tôi nói thiệt á, hỏi anh đen nị coi chạy Palawan á, bây giờ nó quậy dọn tóc luôn chứ không phải dọn luôn. Qua tới Mỹ anh chị em các bạn biết nó quậy nát trời luôn, coi như là vấn đề xã hội mà nan đề á. Cái giống gì nó cũng có tụi nó. Tôi nói nhiều khi đụng chạm phải không, mà mình nói thẳng thôi thì nói chung cũng có người này người nọ, mà đa số mấy thành phần chống cộng ở trên mạng anh chị các bạn để ý. Những người mà người ta dân mà trí thức mà người ta ăn lên làm ra đó, người ta có đời sống ổn định đó. Ở bên Mỹ này tôi nói anh chị các bạn, những người đó mà đi chống cộng cái chuyện đó hơi bị hiếm đó. Tại đời sống người ta cái người ta trả một cái giá quá đắt rồi, người ta học hành, người ta làm, cái đời sống người ta
người ta trả cái giá quá đắt, người ta hiểu được cái giá trị của cuộc sống, người ta hiểu được cái giá trị của cái đồng tiền, không có đi chống tầm một tàu lao tầm bảy tầm ba. Mà không những các bạn thấy có nhiều người, người ta quay trở về với quê hương, người ta đem những cái kiến thức người ta trở về với quê hương để phụng sự tổ quốc, chứ không phải giống như cái đám chống cộng cực đoan ô hợp đâu. Nghề ngỗng công ăn việc làm đời sống tụi nó màng ơi, các bạn thấy con Ly Xà Phạm không? Chàng đất ơi, nửa nạt nửa mỡ. Khai dân trí má ơi, tôi thấy nó khai dân trí. Mỗi lần tôi thấy nó làm tôi thấy màng ơi muốn ói luôn, thấy mà muốn ói luôn á. Rồi cái thằng một mắt ăn tiền SSI Benny Trương, rồi cái thằng Tân Thái rồi nhìn giống như cô hồn các đảng vậy. Có ra cái hệ thống gì đâu. Còn những người mà người ta trí thức, người ta hiểu biết anh chị các bạn, người ta kéo nhau người ta về với quê hương. Các bạn đọc những trang mạng, trang báo, có những người như có cái bà tên Hương, bà đem cả con bà, mà thằng rể của bà là bác sĩ mà người Mỹ, bà về bà xây khách sạn ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Người ta làm ăn rất là lớn, mà người ta đem cả con rể người ta là người Mỹ mà về Việt Nam. Các bạn nghĩ đi, người ta hay đến độ gì. Còn mấy cái thành phần ô hợp chống cộng cực đoan ở trên cái không gian mạng này, mày đất ơi, thấy nó ớn về đầu. Bởi tôi nói gì các bạn, trên mạng này mình cẩn thận. Bởi mấy cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp bên Mỹ nó ghét tôi lắm. Nó giết tôi được rồi, nó cũng giết tôi mà tại vì nó giết không nổi. Thì có anh chị các bạn hồi xưa nó đầu dục tôi xuống biển mà. Nó giết tôi nhiều lần lắm chứ không phải giỡn đâu. Mà không biết sao ông trời ổng thương tôi. Cái này tôi nói thật, nhiều lúc tôi suy nghĩ cũng không ra. Nó giết tôi rất là nhiều lần. Tôi không bao giờ sống với chung với tụi nó. Nó rất là ô hợp. Thấy tụi nó là thấy ớn. Thấy tụi nó là tránh xa ra. Tự nhiên sao kỳ vậy? Cũng là người Việt với nhau mà mình kỳ thị tụi nó giả mang luôn. Thằng Mỹ đen thì nó, các bạn nhìn nó đen như cục than vậy đó. Nhưng mà nhiều khi thấy nó còn đỡ hơn cái dân mà chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ này. Màng đất ơi. Tôi nói anh chị các bạn, hồi lúc trước mà nó tấn công tôi, ôi giời ơi, tôi thấy nó làm ghê lắm kìa. Tôi nói nó, ông Trump còn không dám đụng tới cộng đồng chân của tao nữa. Nó chụp hình, nó làm dữ lắm. Nó gọi cảnh sát lại tùm lum hết. Nó đưa lên mạng cái thằng El Trần á, thằng đó ở bên Arizona. Nó làm tôi mắc cười mẹ luôn. Tôi nói cuối cùng có thằng Mỹ nào xử cho nó đâu. Cái lũ ô hợp mà anh chị các bạn. Tôi nói anh chị các bạn, đất nước mình phát triển đổi mới, chính sách ngoại giao của đảng và nhà nước ngày một tốt hơn. Người dân đất nước càng lúc nó càng đời sống người ta càng văn minh hơn, người ta sống người ta hiểu biết nhiều hơn, người ta ngoại giao. Các bạn thấy Mỹ chăm qua Việt Nam được tặng 20 mấy tỷ. Get in the car. Yeah, get in the car. Get in the car, boy. Thank you. Wow, today cho đi. You know what time is it now? It's 4:11. Thank you. Okay. Yep. Sorry, xin lỗi nha. Mình mắc bận. Thôi mình nói tới đây thôi. Được. Nói tới mấy thằng chống cộng cực đoan ô hợp là thấy. It's okay now. Okay, thank you. Thank you. Did you bring the paper back already? Oh, I forgot. Sorry, tomorrow, okay? Okay. Tomorrow, I promise. Sorry. Okay, thôi chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye.